em đậu hàng. Ừ, trời ơi. Ba. Em học cầu đâu? Sáng 30 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã bàn giao nghi phạm Ngô Bảo Trường, 37 tuổi, ngụ phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, cho Công an thành phố Cần Thơ để làm rõ vụ nghi cướp ô tô. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 29 tháng 9, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tiền Giang nhận tin báo có vụ nghi cướp ô tô xảy ra tại địa bàn thành phố Cần Thơ, nên chỉ đạo các tổ công tác theo dõi đón lõng. Gần 23 giờ tối 29 tháng 9, cảnh sát giao thông phát hiện Trường đang lái ô tô chạy tốc độ cao, có lúc thời điểm lên đến 120 km/h trên quốc lộ 1 theo hướng từ Mỹ Thuận, Trung Lương. Tổ công tác bám sát theo Trường từ Cai Lệ về đến ngã tư Đồng Tâm, thuộc địa bàn huyện Châu Thành, Tiền Giang, nên cảnh sát đã sử dụng xe đặc chủng chắn ngang lộ để truy bắt. Trường hết đường tẩu thoát nhưng có hành vi manh động nên buộc công an khống chế bắt giữ. Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao Trường cùng ô tô cho công an thành phố Cần Thơ di lý về Cần Thơ để tiếp tục điều tra vụ việc.